Dạ vâng, Nội thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2022 và ở xưởng Nội thất Tuấn Long bên em vừa mới dựng xong một cây đồng hồ hàng siêu VIP để chuẩn bị bàn giao đến cho gia đình nhà chị Thương ở khu vực Thạch Thất, Hà Nội các bác nhé. Chị Thương thì cũng đã tham khảo rất nhiều các cái mẫu đồng hồ trên thị trường và chị đã lựa chọn xưởng của bên em, một cái duyên rất chỉ là duyên giữa hai chị em mình. Và chị bảo là chọn cho chị một cây hàng đẹp, hàng VIP nhất của xưởng. Thì đây, hôm nay thì em đã lắp xong đầy đủ phụ kiện hàng siêu VIP không nhá. Những cây này thì em chuyên lắp để cho máy cơ của Đức thôi. Thế còn nếu mà các bác nào yêu thích lắp máy điện tử thì em vẫn lắp máy điện tử cho gia đình nhà mình được. Cây này thì em làm có tổng chiều cao là 2m3 tính từ trên đỉnh xuống phía dưới chân bẹ. Cao 2m3, rộng là 95 và sâu là 41 phân. Hàng làm bằng chất liệu là gỗ hương đá của Lam Phi 100%. Hàng bên em hàng tuyển vân chọn gỗ rất chi là kỹ càng các nhá. Hàng các bác nhìn thấy đây, phun màu rất đẹp. Các bạn nào yêu thích có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên Zalo của bên em là 0961033970 để đặt hàng. Cây này thì bên em làm cho gia đình nhà chị đó là phần trương đầu tiên. Trương là trương mặt quỷ có đắp lổi ở phía trên dày là 4 cm. Phía bên dưới là lắp là cái vòm, là vòm liền nguyên một tấm rồi nhá. Vòm liền nguyên một tấm từ trái qua bên phải. Mặt của bên em thì cũng là mặt liền luôn. Mặt liền có chặt hạt, có chặt khắc các bác nhé. Phụ kiện bên trong là lắp phụ kiện bằng đồng. Đấy, pháp phụ kiện bằng đồng. Mặt trước có lắp kính nồi. Cột của bên em là cột trên và cột dưới có độ dày là 6,5 phân. Cột dày 6,5 phân. Hàng được tuyển vân rất chi là đẹp rồi nhá. Đây, rất chi là to và cao. Ở phía dưới là lắp thêm là phụ kiện kính đẹp đồng cho phần máy đồng hồ này. Hàng bên em rất đẹp rồi nhá. Thấy có nhìn thấy này. Hàng sờ phát là mịn tay luôn, không phải lo là hàng không có mịn gì cả. Hàng bên em tuyển vân rất đẹp, có nhìn thấy đây. Đấy, rất mịn màng và bóng bẩy các bác nhá. Góc cạnh các thứ để hoàn thiện kỹ càng. Có nhìn thấy đường rào, hàng rào một góc cạnh này vừa mới hoàn thiện xong, hàng rất bóng mọi nhá. Đấy, hồi bên em sẽ là hồi liền nguyên một tấm. Và hồi này thì nắp máy cơ, sau đó là hồi của nó dày 2 phân rưỡi. Hàng rất dày mọi nhá, chuyên nắp máy cơ dùng 2 phân rưỡi. Đấy, ở phía hồi dưới cũng tương tự như vậy, hay 2 phân rưỡi và liền nguyên một tấm, hàng vô cùng là tuyệt vời. Bệ dưới đây các bác nhìn thấy này, đường nét họa tiết hoa văn. Với cây này thì không thể nào mà chê vào đâu được với hàng của bên em. Cột dưới là cột rời mọi nhá. Phần hậu phía sau lưng em cũng tuyển cho chị một tấm nguyên từ trên xuống phía dưới, hàng rất đẹp này, các bác nhìn thấy này. Đấy, vân cột dưới bên này, cột trái cột phải xoay được mọi nhá. Cái cột này thì sẽ là cột rời, trong quá trình vận chuyển em sẽ tháo rời ra để mà vận chuyển đến nhà khách hàng và lắp ráp cho nhà các bác. Ở trên thì các bác mở được cánh cửa mở ra mở vào và dưới cũng mở được mọi nhá. Trên là bên em lắp máy Sunny Hàn Quốc bằng máy 11 đổi 1 trong vòng 3 năm. Các bác nhìn thấy số 10 dày không? 10 hàng dày. Đây là điểm 10 cho cây đồng hồ này. Số 10 cho cây đồng hồ hàng số 10 rất đẹp mọi nhá. Ok, đây các bác nhìn thấy đây. Đấy, máy móc các thứ ok chưa? Cây chưa? Đấy, hàng rất đẹp mọi nhá. Ok, các bác nào yêu thích có thể nhanh tay liên hệ với xưởng em tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hào, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Bệ của em mỗi một bệ là dày 2 phân, đục chạm trổ họa tiết, cây này độc như cây 2m7 luôn các bác nhá. Đây, 2m7 họa tiết hoa văn như thế nào đục kia như thế. Các bác nhìn thấy những cái cây hàng thường nó đục đơn giản thế kia đúng không? Những cái cây này các bác nhìn thấy, nhìn cái họa tiết hoa văn các bác nhìn thấy sự khác biệt hoàn toàn. Sự khác biệt hoàn toàn mọi nhá. Hàng vô cùng là tuyệt vời và đỉnh cao. Đây, các bác nhìn thấy này. Không có một cây nào hàng đẹp như hàng của bên em cả. Đấy, sờ rất bóng mịn màng luôn, không phải lo, không phải lo nghĩ gì cả. Nếu mà không bóng bẩy, không mịn màng các bác trả về cho em nhé. Đấy, em cam kết với các bác là như vậy. Ok, những cái cây hàng siêu VIP như thế này, các bác nào có thể là muốn mua hàng, nhanh tay liên hệ với xưởng em lắp full phụ kiện ở đây. Kính đẹp đồng phía trên, kính đẹp đồng phía dưới, lắp kính nồi phía trên, hàng 2 phân rưỡi, em đang xuất ra ngoài thị trường với giá là 17 triệu 500 nghìn các bác nhé. 17 triệu 500 là bên em đang miễn phí vận chuyển cho các bác là 50 km đầu tiên. 50 km đầu tiên, các bác nào nhanh tay đặt hàng để bên em lựa chọn cho mình những hàng đẹp nhất cho xưởng. Ok, xin cảm ơn gia đình nhà chị Thương đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng bên em và chúc gia đình nhà mình năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý khách hàng trong những video clip tiếp theo.